Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relax. Lợi dụng lúc anh Ngọc và Vân đang đi ra ngoài ăn trưa thì mình đã tiện thể mượn luôn cái góc quay rất là đẹp này để có thể nói cho các bạn biết những cái thông tin mới nhất về sự kiện sắp diễn ra của Apple. Hey Siri, what is the next Apple event? The special event is on Tuesday, April 20th at Apple Park in Cupertino, California. You can get all the details on apple.com. Đi vào video nha. Mới mấy hôm trước thôi thì chúng ta đã thấy Siri làm lộ ra cái thông tin về sự kiện của Apple. Sau đó thì chính Apple họ cũng công bố và công khai luôn là có một cái ảnh mời các bạn cùng tham dự sự kiện online Apple Event vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. Tuy nhiên nếu mà theo giờ Việt Nam thì sự kiện này sẽ diễn ra chính thức là vào 0 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2021. Và chắc chắn là mình sẽ thức để xem cái sự kiện này. Có thể là mình sẽ livestream trên YouTube hay là Facebook gì đó, thì các bạn hãy để lại một like, một subscribe cũng như là join vào group Mê Công Nghệ Relax and Friends để biết những thông tin mới nhất về các sản phẩm mà Apple sẽ ra mắt, hoặc là có thể những cái thông tin về những cái thứ mà Apple sẽ công bố cho chúng ta trong cái sự kiện này. Hiện tại thì những cái sản phẩm mà có thể sẽ được ra mắt mới lần này thì chắc chắn là không có iPhone, mà mình đang có thông tin ở đây sẽ bao gồm là iPad Pro 12,9 inch, Apple AirTags, Apple AirPods 3, có thể là có iMac chạy chip Apple Silicon M1X mới. Tất cả những thông tin này thì đều đang nằm ở dạng leak mà thôi. Còn hiện tại thì nếu các bạn muốn mua những cái sản phẩm mà đang bán ở thời điểm hiện tại với mức giá ổn định của Apple, tham khảo ngay link ở dưới phần mô tả video tại shop đăng. Ví dụ như là iPhone 12 Pro Max giá bây giờ chỉ là trên 29 triệu đồng, rất là ổn định. Đặc biệt đây là hàng VNA mới 100% có bảo hành. Và các bạn đừng quên join vào group Yêu Apple trên Facebook để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, cũng giống như kiểu là join vào group Mê Công Nghệ Relax and Friends nhé. Rồi quay trở lại với cả cái nội dung chính. Sự kiện lần này sẽ có tên chính thức tiếng Anh là Spring Load. Đọc như thế nào cho chính xác nhỉ? Hình như anh em jailbreak thì có lẽ đều quen với cụm từ này rồi. Spring tiếng Anh thì vừa là mùa xuân, vừa là lò xo. Spring Load thì có vẻ như là nó sẽ là kiểu nén lò xo và bật ra cái gì đó, để có thể anh em nào giỏi tiếng Anh comment ở dưới xem là cái ý nghĩa của sự kiện lần này là gì. Còn như mình thấy ấy, thì chủ yếu Apple lần này sẽ ra mắt các cái sản phẩm mới mà chúng ta đã có rất nhiều tin đồn trước đây, chứ không hẳn là giới thiệu những cái phần mềm như là iOS đâu. Đầu tiên chúng ta sẽ có là iPad Pro 12,9 inch. Phiên bản lần này được dự đoán là sẽ sử dụng cái tấm nền công nghệ là Mini LED, Mini LED cho nó chuẩn tiếng Việt. Cơ bản thì các bạn sẽ có nhiều cái điểm ảnh hay là nhiều cái vùng điểm ảnh phát sáng độc lập hơn và cho chúng ta những cái hình ảnh hay là những cái màu đen mà có thể sẽ sâu hơn. Nó đạt gần đến tiệm cận của công nghệ OLED, và ngoài ra thì nó vẫn giữ được cái độ bền của công nghệ màn hình LED truyền thống. Và đặc biệt là với iPad Pro là một cái thiết bị chuyên nghiệp mà rất nhiều người tin vào nó về cái độ chính xác màu sắc và sử dụng nó thường xuyên lâu dài, thì có thể là cái công nghệ Mini LED này nó sẽ thể hiện được cái khả năng tối đa, bởi vì là vừa chuẩn màu này, vừa chính xác này, vừa bền này và vừa đáng tin cậy. Ngoài ra cái chiếc iPad Pro 12,9 inch này cũng sẽ được dự đoán là trang bị những con chip mới như A14X. Cơ bản thì nó là một phiên bản yếu hơn của chip Apple M1, nâng cấp một chút về camera, sử dụng cổng sạc USB Type-C nhưng có hỗ trợ chuẩn Thunderbolt mới hơn, và cuối cùng là trang bị thêm công nghệ 5G. Tiếp theo chúng ta sẽ có Apple AirTags. Cái này thì hình như Xiaomi đã có một cái sản phẩm rồi nhỉ? Là một cái tag dạng là kết nối Bluetooth với điện thoại. Các bạn sẽ móc vào chùm chìa khóa, các bạn móc vào ba lô, để có thể là nếu mà để quên đồ ở đâu đấy hay là các bạn để chìa khóa ở xa quá thì nó sẽ báo đến điện thoại cho chúng ta biết là à, bạn đang quên đồ, hay là à, vị trí của cái món đồ đó nó đang ở đâu. Cái phụ kiện này thì chúng ta đã có thông tin từ rất lâu, thậm chí là trên những cái phiên bản iOS beta gần đây đã có những cái icon, những cái logo hay là những cái chức năng để bật lên cái Apple AirTags này. Nhưng mà rất tiếc là vẫn chưa thể có một cái tin leak gì chính xác về cái sản phẩm này. Thì chúng ta cũng mong chờ là ngày 20 tháng 4 tới đây Apple sẽ cho phép chúng ta nhìn những cái thông tin, những cái hình ảnh đầu tiên. Nhưng mà nói thế thôi, chứ giá thì chắc chắn là không rẻ đâu. Anh em iFan ở Việt Nam thì cứ phải chuẩn bị sẵn túi tiền đi. Làm gì có chuyện giá tiền trăm nghìn như Xiaomi được anh em. Cuối cùng là những cái món phụ kiện mà chúng ta đã bắt đầu có thông tin leak ra nhưng mà cũng khó có khả năng sẽ được ra mắt trong sự kiện lần này, bởi vì đơn giản là nó đang quá sớm. Thứ nhất là AirPods 3. Cái sản phẩm này thì thậm chí là các anh Trung Quốc đã có cả những cái sản phẩm ra mắt, ra cả cái case để bán cho chúng ta dùng rồi, trong khi chúng ta thậm chí là chưa biết thông tin về đồ của Apple chính xác là như thế nào. Thì theo như thông tin leak, chúng ta cũng chỉ thấy những cái ảnh đầu tiên, đó là một sản phẩm live giữa AirPods 2 và AirPods Pro, tức là vừa có thiết kế earbud nhưng mà cái tai nó vẫn to to giống kiểu là AirPods Pro.
Ngoài ra thì có một cái sản phẩm nữa cũng có thông tin từ rất lâu nhưng mà có lẽ là lần này không ra mắt đâu. Đó là iMac chạy chip Apple Silicon. Chính xác hơn thì sẽ là chạy chip Apple M1X. Nó sẽ là một phiên bản cải tiến hơn, nâng cấp hơn, hiệu năng cao hơn và tiêu tốn nhiều điện năng hơn trên những chiếc MacBook đang chạy chip Apple M1 hiện tại. Nhưng cái này thì cũng chỉ là thông tin trong tương lai thôi. Chúng ta đều biết gần đây Apple đã chính thức ngừng sản xuất cái dòng iMac cũ để làm một cái bước tiền đề để tạo vị trí trống và chuẩn bị sản xuất những cái chiếc iMac mà chạy chip M1X. Nhưng mà cái này chắc chắn mình nghĩ là sẽ còn trong tương lai rất lâu và dài và có thể sẽ phải là vào sự kiện WWDC khoảng giữa năm, khoảng tháng 6, tháng 7 ạ, nơi mà Apple thường giới thiệu những chiếc MacBook iOS và macOS, thì lúc đó có lẽ chúng ta mới có thể tiếp cận những hình ảnh đầu tiên về chiếc iMac chạy chip Apple M1X này. Rồi, đó là tất cả những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video hôm nay. Cái khả dĩ nhất thì có lẽ sẽ chính là Apple AirTags. Cái khả dĩ nhì thì có lẽ sẽ là iPad Pro 12,9 inch. Và có thể thôi thì sẽ là AirPods 3. Còn cái tin về iMac hay là những cái iPad Mini Pro hay là Apple Glass các thứ ấy thì nó vẫn chỉ nằm ở dạng concept và dạng thông tin rất là lâu nữa mới có. Anh em đừng quên để lại một like, một subscribe. Có cái gì thì mình sẽ cập nhật rất sớm trên kênh YouTube này. Hiện tại những sản phẩm mới nhất của Apple như là iPhone 12 Pro Max đang được bán tại Shopdang với mức giá chỉ là trên 29 triệu đồng. Hàng mới chính hãng V&A. Đừng quên, Shopdang là đại lý ủy quyền chính hãng của Apple cho nên chúng ta sẽ luôn có những cái sản phẩm mới với mức giá rất là ổn định. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.